Thế nó trộm mất mấy con? Một con. Mỗi một con thôi. Một con gà mẹ đang úm gà con. Dã man thật. Hello mọi người nhé. Đây là một video mà rất nhiều anh em quan tâm đây này. Đây là một cái thuê bao rất là xa mà, nói chung là xa cũng nằm trong cái top những cái thuê bao xa nhất của huyện. Thuê bao này thì cách Thủ Hộp Cáp khoảng hơn 3 km. Đây, đây là cái cáp to này. Và khách hàng là khách hàng mua cái cáp to này. Cũng có một hai lần video về cái việc triển khai cái thuê bao cáp to này rồi. Nhưng mà cách đây cũng rất lâu rồi, cách đây còn tầm gần 2 năm rồi. Từ cái đợt mà lắp đặt đến bây giờ thì lần này là lần thứ hai nó đã bị hỏng rồi. Lúc nãy đo ở bên ngoài kia thì cách khoảng 2 cây 7 anh em ạ. 2 cây 7, tức là gần nhà, bị đứt ở cái điểm gần nhà. Đây là con đường đi vào. Đây nếu mà mùa mưa thì rất là khó để đi xe máy vào. Bởi vì mình đồ rất là nhiều, rất là cồng kềnh, nên là rất là khó để đi vào trong này. Hôm nay nắng ráo thì mình đi vào được anh em ạ. Đây mùa này vẫn còn nước rồi đây. Thuê bao này thì khách hàng báo là mất từ 20 giờ tối hôm qua. Như vậy thì thuê bao này khả năng là bị đứt. Đợt mà triển khai cái thuê bao này thì anh em kéo mất khoảng 2 người. Hai người kéo hơn một ngày, hơn một ngày mới chốt dây với lại kéo dây xong. Đối với những thuê bao xa như này thì cái đường dây là khách hàng phải tự thanh toán nhé, phải có hợp đồng, làm hợp đồng với nhà mạng để có thể cung cấp dịch vụ. Và khách hàng phải bảo vệ cái hết cái đường dây của nhà mình. Theo quy định của Viettel thì khoảng cách tối đa cho một tủ cáp là 700 m. Đối với cái tủ 8 cổng, hai thuê bao lớn hơn 500 m và nhỏ hơn 700 m. Ngày bình thường thì nó đi vào đã khó khăn rồi, trời mưa này cũng cực kỳ khó khăn. Ở trong này là một cái công ty chuyên về cây 100 hecta, theo như anh quản lý anh bảo vậy. 100 hecta. Đó là cái con số đất rất là lớn. Đây là cái đường này. Cái đường dây đang nằm trên đồi này. Lúc nãy đo cái máy đo tín hiệu thì nó báo là hơn 2 cây, gần 3 cây. 3 cây thì nó sẽ rơi vào đoạn này. Đây, đường dây đây này.
Đường dây ở đây là đi kẹp chung với cái đường điện anh em ạ. Ở đây có một cái mảng sông. Nhìn lại Google. Ở trong này thì không có sóng nữa rồi. Trong này mất sóng rồi anh em ạ. Không còn một tí sóng nào luôn. Sẽ tìm ở cái điểm này trước này. Ui đây, mẹ nghe rút được dây rồi này. Không phải. Thế là bị đứt ở điểm kia rồi anh em ạ. Chết thật. Đây, hôm qua ông nào lại chặt phải đây này. À, tức thế. Gọi khách ra. Chuyến ra làm đứt. Hôm trước là cũng chặt phải rồi. Hôm trước là bị chặt phải cái điểm ở bên này. Hôm nay thì lại chặt ở điểm này. Không hiểu kiểu gì. Không gọi được anh em ạ. Hò để ông ấy ra ông chứng kiến. Cái này là sự cố chủ động anh em ạ. Bởi vì cái đứt dây như này khoảng độ tầm 5 phút ở trên hệ thống nó sẽ tự động nó báo. May vào vừa đủ anh em ạ. Vừa đủ dây anh em. Chắc hôm qua người ta đi làm gì ở đây này. Người ta chặt. Đây, chặt đứt đây. Anh lại chặt à? Anh lại chặt à?
Lại chặt đây này. Không. Đây này. 8 giờ tối hôm qua anh đang hay là bọn nào đưa đi soi nó chặt. À, thế thì đúng cái lúc đấy anh bị vồ gà, anh lại cứ tưởng là cầy cơ. Bị vồ. Bọn nó vào đây à? Thì anh bị hôm qua anh bị người ta trộm gà mà. Thế á? Thế là nó chặt mẹ giờ thật. Chắc là nó chặt để cái cam của mình không thu được hay là nào nhỉ? Đúng rồi. Mẹ láo nhỉ? Mẹ đúng là người vồ thật. Người vồ gà, anh lại cứ tưởng là cầy, anh cứ chạy hết lên trên đồi xung quanh đây, anh đi tìm xoay cầy. Láo thật. Thế hôm qua mình mà nghe bà Tươi bảo ra ngoài suối xem có xe có dựa gì của ai ở không thì mình mà nghe bà ấy là mình ra mình bắt được luôn. Láo nhỉ. Thì chắc là nó chặt hết ra để mạng mình không thu được, mình không xem được trên điện thoại thì sẽ không bắt được chúng nó đúng không? Chơi bài này thì chết rồi. Bảo chơi bài này thì chết rồi. Cứ thế ông phá hoại như này này. Căng đấy nha. Thế là mình đi xoay gà lúc quay về thì thấy tivi mất tín hiệu rồi. Ừ. Hôm qua mình mà nghe cái bà kia mà chạy ra suối này thì bắt được quả tăng ngay. Chắc nó cũng đi xe ra đúng không? Kiểu gì nó cũng để xe ở ngoài này xong nó đi vào đây. Chặt ở chỗ nào, chỗ cái cây kia. Chỗ gốc cây này. Nó đặt vào, dao vào đấy, nó chặt. Nó đặt vào chỗ nào? Cây à? Vâng, thế nó mới chặt được thẳng như này. Tí nhìn xem cái có cái vết ở đấy là biết ngay mà. Cái này nó ở chỗ nào? Ở theo cái cây này à? Anh thử xem ở đoạn đấy không? Lúc là nó ở đoạn cây đấy. Anh thử xem cái bên kia xem. Nó chặt phẳng lì, nó chỉ chặt một nhát thôi. Nó có cái gậy, cái gậy ở đấy. Dao nó cũng chắc phết đấy. Để anh xem chắc là cái gậy ở đây nó có cái vết cỏ không. Chắc nó kê cái gậy thế rồi. Có một cái gậy. Thế hôm qua mình mà nghe cái bảo kia mình phi xe ra ngoài này. Đúng là mình bắt được xe. Nghe mình đâu nghe, mình cứ nghĩ là cầy. Ông anh này là quản lý ở cái khu này nhá. Ông nuôi được nhiều lợn đẹp lắm. Toàn là lợn rừng. Có cái gậy kia nhưng mà lại không thấy có vết chặt. Anh thử chạy về xem ở trên nhà xem có chưa. Chắc là mình nhìn thấy đứt ở đây nối là có luôn. Cái này nó biết nó chặt như này là lần sau nó cũng thế, nó chặt đấy anh em ạ. Nguy hiểm lắm. Cái này chỉ có báo công an thôi. Bắt được một lần mà dã trong trận thì ngon đấy.
Hôm trước cũng là có cái cắp to, nhưng mà cắp to nó dùng để làm cắp truyền dẫn anh em. Thì dân ở trong này như này là họ lấy cái sợi ở trong đấy, nó có một cái sợi vải dùng để làm dây của cung ấy. Thế là họ chặt một đoạn khoảng tầm 20 mét. Anh em lần đi tìm từ lúc 3 giờ chiều đến 10 giờ mới xong, 10 giờ đêm mới xong. Ông chặt nhưng mà ông còn là lấy cái đất ông nhét vào để làm thành cái vết nó cũ ấy. Anh em tìm 3 người mà tìm mất 4 tiếng đồng hồ mới được. Trước thì ông anh chặt phải ở góc này hay sao cũng bị đứt một đoạn ở đây. Đây này nhá, hôm trước bị đứt ở đây khoảng này. Được chưa sếp? Để em về em check lại xem. Để em về em check lại. Bán hết lợn rồi anh? Bán hết lợn rồi à? Bọn này là lão nhỉ? Anh có cam đâu, anh chỉ có cái cam giấu kín thôi, không cho mọi người biết đâu. Thế nhưng mà thường là những cái chuyện nó xảy ra ở đây ấy. Thì mật khẩu anh đọc ra phân khách mà. Mật khẩu với phân khách đến nhỉ? 1 đến 8. Anh đọc ra bên sách là họ nghĩ là anh lắp cái cam rời ngoài này. Thực ra thì cam của anh không liên quan gì đến cái mạng này cả. Em kiếm được cái cam mà quay lén đấy mà pin nó được lâu không? Quay lén không ăn thua, nhà em có cái 100.000 ăn thua. Không, lấy làm gì cái 100.000. Nhưng mà nó phải xịn nét nét cơ, cái đấy nhìn. Cái đấy quay lén thôi, nhưng nó dùng pin của nó rời cơ, không liên quan gì đến điện. Nhưng đâu. Mà mình vẫn phải cắm sạc chứ em. Vẫn phải cắm sạc chứ. Thế lúc nào nó hết pin thì mình cắm sạc. Vâng. Còn nếu bình thường nó không hết pin thì mình cứ để nó chạy bằng pin của nó. Nhưng nếu mà anh lắp ở đây làm cái nhỏ thôi, góc ở đâu rồi là không thật được mà. Chị không xuống à? Có đi làm. Ui, sao vẫn chưa thấy được đấy? Ừ, lúc nãy anh kiểm tra được rồi mà. Được rồi mà. Anh thành từ 1 đến 8 đấy. Em check trên hệ thống chưa thấy có. Đây, 22 ngon rồi. Đóng. Nó cũng hơi yếu nhưng mà cũng được. Thì lại láo thật. Cái lỗi này nếu mà mình bắt được quả tang thì mình báo lên tổng đài thì to tội đấy nhỉ. Báo công an. Báo công an phạt cho mấy triệu đi. Nhưng mà lần sau mà chừa đứt đuôi. Đáng quá, mình mà nghe cái bà kia mình chạy ra là ấy đấy nhỉ. Chắc là nó cũng đi xe máy vào chứ. Nó đi xe máy vào, nó phải để ngoài cổng cơ, nó không vào đây. Nó đi bộ vào đây thôi. Thì tại mình phải phi xe máy, mình cứ nghĩ là cầy cơ, bởi vì mình thấy nó kéo xe cái đơm gà ấy cả, cái úp mình úp gà kìa. Đây á? Nó kéo, nó lôi
chách ra ngoài thì anh mới nghĩ bảo là chắc là cầy nó móc nó lôi con gà nó mới kéo xê cái đấy. Đợt này còn nuôi nhiều không anh? Cũng có nhưng mà nó... gà bé gà to đợt Tết vừa rồi cái thì bán cái thì mang về thịt hết. Giờ còn đang còn gà bé thôi. À, anh lấy nước. Anh còn cái bật lửa nào? Có. Để tí em ra ngoài kia em nối vào thôi. Nước gì? Vâng. À, nhìn. Không còn được kéo đi về là vừa chút. Mình bắt được luôn. Đang ăn cơm ở đây. Thế là tự nhiên là thấy gà nó kêu nheo nhét. À thế là chắc là cắt trước. Nó cắt trước xong nó đi vào. Trông mà đến lúc anh thấy gà nheo nhét là anh vẫn đang xem phim ở đây. TV vẫn chạy bình thường. Thế xong bắt đầu là TV bắt mạng hay gì?